cá vàng được nuôi chung ở miền Bắc này. Mặc dù á là mình nói là cá vàng nhưng mà cá vàng có rất là nhiều loại này, như là ba kin, demi kin, đương kin, ram chu, này trên bao, nhìn rất là nhiều, và nhìn bên ngoài á chúng nó cũng khác nhau nữa, nó giống nhau. Có rất là nhiều bạn mới nuôi á thì các bạn nuôi nhiều loại cá vàng với nhau. Tất nhiên là chúng ta có thể nuôi hỗn hợp nhiều loại cá vàng với nhau, nhưng mà các bạn cần phải chú ý đến việc là làm sao để không xảy ra cái tình trạng là các loại cá vàng ăn hiếp lẫn nhau. Mình ví dụ nha, trong trường hợp các bạn nuôi nhiều loại cá vàng với nhau, các bạn phải phân biệt loại cá nào bơi giỏi, loại cá nào bơi dở. Nghe tới đây thì chắc là các bạn sẽ mắc cười đúng không, vì nghĩ rằng đã là cá là mặc định bơi giỏi rồi, còn bơi dở gì đây nữa. Nhưng mà thật ra là như vậy nè các bạn. Mình lấy ví dụ nha, trường hợp mà các bạn nuôi cá vàng á, nó có thân hình tròn, và ví dụ như là đang chung chẳng hạn mà nuôi chung với wakin, wakin là loại cá vàng cơ bản ha, nó là một cái, theo mình biết là trong cái sơ đồ tiến hóa của cá vàng nó là thuộc vào cơ bản nhất, thì cái thân của nó dài dài như vậy nè, thì wakin nó là thuộc vào cái dạng loại cá là bơi nhanh, còn cá vàng á thì nó tròn tròn như là đang chung, rồi đang chung hybrid chẳng hạn, thì nó sẽ không có bơi nhanh được là do cái thân hình bụt bịch và các quay bơi nó bị ngắn, do đó thì đang chung nó sẽ bị wakin ăn hiếp, như là nó sẽ bị dí nè, rỉa nè, và dẫn đến đang chung sẽ bị stress. Mình đã bị rất là nhiều cái trường hợp như vậy nha các bạn, và để cái tình trạng nó không xảy ra thì các bạn chỉ nên nuôi wakin thôi. Nếu mà các bạn thích nuôi wakin thì các bạn nuôi wakin thôi, và nếu mà các bạn thích nuôi cá có thân hình tròn như riokin là đang chung thì các bạn chỉ nuôi những chú cá có thân hình tròn cùng với nhau ở một hồ thôi, hơn nữa cùng một loại, nhưng mà chúng cần có sự thống nhất. Nếu mà nó có sự khác biệt về kích thước, nó cũng là một cái nguồn gốc gây xung đột, nên là các bạn hãy chọn những loại có sự tương đồng về kích thước và đặc tính sống, như vậy thì nó có thể sống chung một cách hòa đồng được mà cá nó sẽ không có bị ăn hiếp, những cái stress.